Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ phân tích một cái bài báo trong cái tạp chí là Markets Watch, là một trong hai cái báo về đầu tư và tài chính coi như là uy tín nhất trên thế giới, cùng với Morningstar, tức là về thị trường chứng khoán cũng như là đầu tư. Thì trong cái bài báo này, tác giả Howard Gould đã chỉ ra lý giải cái lý do tại sao chỉ trong vòng một ngày mà CEO của Amazon là Jeff Bezos đã kiếm được 13 tỷ đô la, và cũng như là cái giá trị cổ phiếu của công ty Tesla là công ty hàng đầu đi tiên phong về sản xuất xe điện cũng như là xe tự động trên thế giới, có trụ sở đặt tại California, và CEO của công ty này là cái ông bên tay phải. Ông tên là gì các bạn? Ông này là người Nam Phi và có ba quốc tịch là Nam Phi, Canada và Mỹ. Elon Musk. Chỉ trong vòng khoảng thời gian rất ngắn, cái giá trị một cái cổ phiếu, một xe của công ty Tesla tăng lên gấp 6 lần, tức là giá trị tăng lên 600%. Và cái thời điểm mình làm cái video này hiện tại là ngày 27 tháng 9 năm 2020 và lúc 6 giờ 6 phút chiều. Như bạn thấy đây, đồng hồ máy vi tính rất là thú vị. Và thông qua việc giải thích tại sao Jeff Bezos kiếm được 13 tỷ đô la chỉ trong một ngày, và cũng như là lý giải cái lý do tại sao mà cái hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, và ngay cả cái người giàu nhất thế giới với cái người giàu thứ hai thế giới, cái khoảng cách nó cũng tăng lên một cách đáng kinh ngạc các bạn. Cách đây chừng 5 năm thì Bill Gates là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, và cái khoảng cách giữa Bill Gates và cái người thứ hai chênh lệch về tài sản cách nhau không nhiều lắm các bạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tài sản của CEO Amazon là Jeff Bezos đã chạm tới, đã vượt tới 200 tỷ đô la, mà trong khi đó Bill Gates là chỉ có khoảng 110 tỷ đô la, tức là tài sản của Jeff Bezos gần gấp đôi tài sản của Bill Gates, rất là khủng khiếp. Và thông qua cái việc phân tích và tìm hiểu cũng như là cái góc nhìn của Howard Gould, chúng ta cũng nhận thấy cái tầm quan trọng của việc đầu tư lâu dài các bạn. Đầu tư lâu dài tức là từ 2 năm trở lên các bạn, nó rất là quan trọng các bạn, trong việc chúng ta tích lũy cũng như là tạo ra cái tài sản, cái lợi nhuận, để khi mà tới cái tuổi về hưu trí chúng ta không làm nữa, hoặc là chúng ta về hưu trí sớm, ngưng làm việc sớm ở lứa tuổi 40, 50 gì đó, chứ không hẳn đợi tới 66 tuổi như ở Mỹ này, thì chúng ta có thể sống một cuộc sống thoải mái, tự ý làm những điều mình thích. Rồi, mình sẽ vào bài báo này nha các bạn. Thì vào tháng 7 đó, thì coi như là đây, bắt đầu đây vào July đó, thì cái mạng Internet đã dậy sóng khi mà Jeff Bezos là CEO Amazon đã kiếm được 13 tỷ đô la chỉ trong vòng một ngày, và theo nguồn tin từ Bloomberg. Thì trong khi cái nền kinh tế toàn thế giới và đặc biệt là Mỹ bị khủng hoảng, bị trì trệ một cách trầm trọng kể từ cái cuộc suy thoái, đại suy thoái trên thế giới đây, và Jeff Bezos và trong cái những cái ngày của tháng 7 này đã thêm vào tài sản khổng lồ mình là 13 tỷ đô la chỉ trong vòng một ngày. Thì cũng trong cái khoảng tháng 7 đó thì tài sản của các tỷ phú Mỹ cộng lại thì gia tăng là 434 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 tháng, từ giữa tháng 3 tới giữa tháng 5. Và trong khi đó thì gần 30 triệu người Mỹ mất việc làm và gặp rất nhiều khó khăn giữa cái cơn đại dịch, và thậm chí không có tiền trả tiền nhà,
tiền thuê nhà hàng tháng, hoặc là những người mua nhà không có tiền trả tiền cho ngân hàng. Và một cách căn bản, tác giả nêu câu hỏi điều này có bất công hay không, và câu trả lời là có và không các bạn. Và lý do tại sao mà cái khoảng cách đó, cái hố cách biệt giữa giàu và nghèo đó nó lại trở nên sâu thẳm, nên cái khoảng cách nó lại rất là lớn như vậy. Và thông qua cái câu trả lời của câu hỏi này, chúng ta cũng tìm cái cách để chúng ta làm cho bớt dần cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, nếu như chúng ta chưa biết cách đầu tư nha các bạn. Và ông bà ta cũng nói câu là người biết khó biết lo bằng khôn người biết làm, thì ở đây đúng. Và như thế này bạn, thì tác giả đưa cái vấn đề và đặt câu hỏi là how, là bằng cách nào, là tài sản của những người giàu thì tích lũy như thế nào mà nó lại tăng vọt đột biến một cách như vậy. Như bạn biết, Bezos là CEO của Amazon và hiện nay nắm giữ 50 triệu cổ phiếu của Amazon. Như bạn biết là Amazon thì một cái cổ phiếu của Amazon ở thời điểm hiện tại đây. Ở thời điểm hiện tại thì như các bạn thấy, đây là cái biểu đồ tăng trưởng của Amazon trong vòng 5 năm. Đường cong rất là tuyệt đẹp các bạn, tăng trưởng ha. Có những lúc xuống nhưng mà sau đó là một cái đường cong trong suốt 5 năm. Thì cái giá trị của cổ phiếu Amazon nó tăng lên 472.49%, tức là tăng lên gần 5 lần các bạn. Và ở thời điểm hiện tại thì cái giá cổ phiếu của Amazon là trên 3.000, có cái thời điểm là đạt tới 3.116.22 và ngày 11 tháng 9 2020, như bạn thấy. Tức là lúc ban đầu cái tên 5 năm, cụ thể là ngày 2 tháng 10 2015, thì một xe cổ phiếu của Amazon chỉ có 532 đô 54 xu, và sau đó tới ngày 11 tháng 9 2020, sau 5 năm thì ta tăng lên tới 3.294 đô.62, tức là coi như là tăng lên gấp 5 lần, một con số rất khủng khiếp. Lý do là như các bạn biết, trong lịch sử từ quá khứ tới hiện tại thì đầu tư vào cổ phần cổ phiếu của các công ty trung bình bù qua sức lãi đó. Ví dụ chúng ta mua cổ phần cổ phiếu của SP500, 500 cái công ty hàng đầu ở nước Mỹ các bạn, thì sao các bạn? Thì có công ty mỗi năm cái tiền lợi nhuận là 8%, có công ty 10%, và có công ty 15, 20, thậm chí là 30%, cũng có những công ty 5% tiền lời 21 và âm. Thì bù qua sức lãi, tức là chúng ta không bỏ trứng vào một cái giỏ đó, chúng ta sang ra một cái giỏ chúng ta bỏ nhiều quả trứng đó, thì các bạn sẽ có tiền lời dao động trong khoảng từ 8-10% là trung bình, cho thấp nhất là 8%. Thế mà cái xe cổ phần của Amazon trong vòng 5 năm đã tăng tới 5 lần, một con số rất khủng khiếp, nhưng vẫn chưa bằng đâu bạn. Cái giá trị cổ phiếu của Tesla các bạn, đây bạn thấy nè, đó, từ tháng 3 đạt đến đỉnh đó, Amazon và Facebook ha, đã tăng lên cái lượng xe cổ phiếu tăng lên gấp đôi, và trong khi đó Tesla thì lại skyrockets, bắn hỏa tiễn trên trời, tức là tăng một cách đột biến. Là giá trị cổ phiếu của Tesla tăng lên tới 600%, tức là 6 lần. Đó, chính vì cái điều này lý giải tại sao mà những người như là Jeff Bezos là CEO của Amazon, cũng như là Elon Musk là người đứng đầu của Tesla, là những người sở hữu những cái cổ phiếu của những cái công ty hàng đầu về một cái lĩnh vực dịch vụ hoặc là một cái sản phẩm nào đó, và là những cái người nắm thường á là từ 10-20% cái cổ phiếu trong công ty đó. Như các bạn thấy đây, tức là Jeff Bezos thì hiện sở hữu trên 50 triệu cổ phiếu Amazon, mà một cái cổ phiếu của Amazon thời điểm hiện tại là trên 3.000 đô. Và cái số lượng 50 triệu cổ phiếu mà Jeff Bezos sở hữu đó của Amazon thì chiếm, ông ta sở hữu khoảng 10%, hơn 10% cái số cổ phiếu của Amazon. Và là người đầu tiên coi như là cái
giá trị tài sản của ông ta đã đụng tới cái nóc là 200 tỷ, trong khi đó Bill Gates hiện tại chỉ khoảng 110 tỷ, và Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, thì sở hữu gần 29% cái cổ phiếu của Facebook loại A. Và trong khi đó thì Elon Musk của Tesla đó, công ty xe điện cũng như là tự động, thì sở hữu 20% cổ phiếu của Tesla, tức là những cái ông tỷ phú mà giàu nhất thế giới này sở hữu từ 10 tới 20% cổ phiếu của những cái công ty này á, là những cái công ty Amazon, là công ty bán lẻ trực tuyến nhưng mà thuộc loại lớn nhất trên thế giới, cũng như là cái mạng xã hội của Mark Zuckerberg là Facebook, và cũng như là cái xe điện đi tiên phong hàng đầu thế giới là Tesla. Thì đặc điểm của những người giàu trong nhóm những người giàu nhất thế giới là những người thường là những người CEO thành lập ra những cái công ty mà có cái sản phẩm dịch vụ số 1 thế giới đó. Và chính trong cái cuộc suy thoái kinh tế này đó các bạn, đó thì những cái dịch vụ bán hàng online thì lại phát huy cái thế mạnh của nó, trong khi bán hàng offline thì lại giảm trầm trọng. Và chính vì thế mà Amazon với CEO Jeff Bezos thì trong một ngày, có ngày ông kiếm được là 13 tỷ đô la. Và lý giải thứ hai tại sao cái tài sản của những cái công ty này, và đặc biệt là của những cái ông đứng đầu này, tăng lên đột biến một cách rất là khủng khiếp, là bởi vì, vì sao các bạn? Vì cái công nghệ ngày nay và Internet đã khiến cho các công ty này đó, là những cái công ty mà có sản phẩm dịch vụ hàng đầu thế giới được cả thế giới ưa chuộng đó các bạn, họ dễ dàng huy động vốn từ các mạnh thường quân, sorry các bạn, từ các nhà đầu đầu tư thiên thần, nhà đầu tư tiềm năng, cũng như là người dân thường. Nếu bạn có 3.000 đô la thì bạn hoàn toàn có thể mua một xe cổ phiếu của Amazon, và giá trị cổ phiếu của Amazon là có xu hướng là sẽ tiếp tục tăng. Nếu các bạn nghiên cứu về cái tình hình hoạt động của Amazon và những cái sản phẩm cũng như dịch vụ sắp tới trong tương lai của Amazon, và cũng như là cái nội bộ của Amazon, trả lương cho nhân viên cũng như là những thanh toán những cái khoản phúc lợi cho nhân viên, và Amazon có những cái ưu thế tuyệt đối so với những cái platform, những cái nền tảng e-commerce khác các bạn. Chính vì họ dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư thiên thần và những cái nhà đầu tư khác, vì bởi vì họ cũng muốn mua xe cổ phiếu của các cái công ty hàng đầu này để đầu tư vào, vì giá trị nó tăng vọt, và cũng như là mua sản phẩm dịch vụ của các công ty này. Và cái bài báo của tác giả là Howard Gould này nêu lên, đưa một cái tip là làm thế nào chúng ta có thể force them, để tạo áp lực ha, để cho họ có thể chia sẻ một ít với phần còn lại người dân nghèo của chúng ta, người dân bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên là mỗi quốc gia chính phủ có chính sách thuế áp vào với những người có thu nhập cao, nhưng những cái ông mà siêu giàu này thì họ cũng biết cách luồn lách một cách hợp pháp để tránh né thuế các bạn. Đó, trong phạm vi bài phân tích này thì chúng ta chỉ phân tích lý giải cái lý do tại sao mà Jeff Bezos kiếm được 13 tỷ đô la trong một ngày, và cái giá trị của cổ phiếu của Tesla tăng lên tới 600% trong khoảng thời gian ngắn. Và chúng ta, những người mà đi làm thuê làm mướn các bạn, hoặc là bạn khởi nghiệp mà ví dụ như không thành công ở công ty nhỏ, lợi nhuận thấp và không cạnh tranh, thì thay vì là chủ một cái công ty, một cái cơ sở doanh nghiệp, một cái startup nhỏ chạy ra chắc vậy, thì bạn có thể đầu tư cổ phiếu vào những cái công ty hàng đầu thế giới với những cái bộ óc kiệt xuất, cái vốn rất là khủng, với sản phẩm dịch vụ là hiện tại, và các bạn thử nghiên cứu xem tương lai,
nó vẫn còn duy trì như vậy thì bạn đầu tư vào mỗi cái công ty, bạn đầu tư vào một ít, và với cái sự đầu tư lâu dài và có chiến lược thì hy vọng các bạn sẽ mang lại cái tiền lời lợi nhuận là từ 8 tới 10% một năm. Thì 8 tới 10% một năm nếu các bạn đi đường dài thì như thế này các bạn. Ví dụ đây, đó mình có làm một cái phép tính đây. Ví dụ như hiện tại thì cái số tiền bạn để dành đầu tư là zero, và ở bên Mỹ này mỗi tháng chúng ta hoàn toàn có thể bỏ vào 500 đô, tức là một năm á, chúng ta bỏ vào 500 đô thì một năm chúng ta bỏ vào coi như là 10 tháng là 5.000, 12 tháng là 6.000 đô. Và coi như là ví dụ như bây giờ nếu chúng ta 25 tuổi thì tới đầu tư 30 năm đi, 30 năm thì chúng ta 55 tuổi và không muốn làm việc nữa, và trung bình cái tiền lời một năm từ 8 tới 10 coi như thấp nhất là 8% là an toàn, thì ta bấm vào cái nút tính tính toán này thì sau 30 năm, tức là bây giờ 25 tới 55 tuổi, số tiền chúng ta có lãi suất kép compound interest sẽ là 734.075 đô 21 xu, tức là khoảng 730.000 đô. Số tiền rất là lớn, là hơn nửa triệu đô các bạn. Đó, và compound interest, lãi suất kép được xem là một cái kỳ quan thứ bảy sau 6 kỳ quan tự nhiên, thì compound interest là cái kỳ quan thứ bảy, và mỗi người trong chúng ta có nghe loáng thoáng nhưng chúng ta thường không nghiên cứu sâu, tập trung nghiên cứu sâu và thực hành khi mà chúng ta còn rất trẻ. Tập đầu tư không nhiều thì ít, ví dụ như ở Việt Nam thì 500 đô một tháng thì quá cao, ví dụ như một tháng chúng ta có thể bỏ vào đầu tư là 100 đô, 100 đô thì 12 tháng thì sẽ là 10 là 1.200 đô, thì sau 30 năm với lãi suất là cũng là 8% thì bây giờ chúng ta 25 tuổi thì khi mà chúng ta 55 tuổi chúng ta sẽ có số tiền là 146.815 đô và 4 xu, tức là coi như gần 3 tỷ. Thì lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn 55 tuổi chúng ta có thể tự do về tài chính và làm cái công việc mà mình yêu thích, các bạn interest. Nếu các bạn cảm thấy cái video này hay và có giá trị và muốn mình chia sẻ cái cách thức đầu tư một cách an toàn long term về đường dài các bạn, từ 2 năm trở lên, chứ không phải là gambling là sáng mua cổ phiếu rồi chiều bán thì rất là rủi ro các bạn. Thì mình sẽ ra các video kế tiếp để các bạn tham khảo và nghiên cứu và cùng nhau tập đầu tư từ những cái đồng tiền để dành ít ỏi của chúng ta, vài trăm ngàn, 1 triệu, nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.